này thiện hiện trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa như thế chẳng nói một mảy may pháp có xanh có diệt có nhiễm có tịnh có thủ có xả vì sao vì không có một mảy may pháp có thể xanh có thể diệt có thể nhiễm có thể tịnh có thể thủ có thể xả này thiện hiện trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa như thế không nói có pháp nào là thiện là chẳng phải thiện là thế gian là xuất thế gian là hữu lậu là vô lậu là có tội là vô tội là tạp nhiễm là thanh tịnh là hữu vi là vô vi này thiện hiện vì nhân duyên này nên bát nhã ba la mật đa ấy được gọi là kho báu pháp lớn vô sở đắc này thiện hiện trong kho báu lớn bát nhã ba la mật đa như thế chẳng nói mảy may pháp nào là có thể nhiễm ô vì sao vì không có mảy may pháp nào có thể nhiễm ô này thiện hiện vì nhân duyên này nên bát nhã ba la mật đa ấy được gọi là kho báu pháp lớn không nhiễm ô này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không khởi tưởng không phân biệt không thủ đắc không lý luận thế này ta đang hành bát nhã ba la mật đa ta đang tu bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy có khả năng tu hành bát nhã ba la mật đa như thật cũng có khả năng gần gũi lễ kính phụng sự chư phật từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợn khen chư phật thế tôn du hóa khắp cõi Phật, thành tựu hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh đại Bồ Tát, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả Pháp chẳng thuận chẳng trái, chẳng dẫn chẳng bỏ, chẳng thủ chẳng xả, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi, chẳng vào chẳng ra, chẳng tăng chẳng giảm này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai chẳng phải hiện tại này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế chẳng vượt cõi dục chẳng ở cõi dục chẳng vượt cõi sắc chẳng ở cõi sắc chẳng vượt cõi vô sắc chẳng ở cõi vô sắc này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với bố thí ba la mật đa chẳng cùng chẳng bỏ đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã xả nguyện lực trí ba la mật đa chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với pháp không nội chẳng cùng chẳng bỏ đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với chân như chẳng cùng chẳng bỏ, đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xa anh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghị chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với thánh đế khổ chẳng cùng chẳng bỏ đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với bốn tịnh lự chẳng cùng chẳng bỏ đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với tám giải thoát chẳng cùng chẳng bỏ đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với bốn niệm trụ chẳng cùng chẳng bỏ đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với pháp môn giải thoát không chẳng cùng chẳng bỏ đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với mười địa bồ tát chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với năm loại mắt chẳng cùng chẳng bỏ đối với sáu phép thần thông chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với mười lực phật chẳng cùng chẳng bỏ đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với phép không quên mất chẳng cùng chẳng bỏ đối với tánh luôn luôn xả chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với trí nhất thiết chẳng cùng chẳng bỏ đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng cùng chẳng bỏ, đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả dự lưu chẳng cùng chẳng bỏ, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị độc giác chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như như thế đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng cùng chẳng bỏ này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng cùng chẳng bỏ